Trên trên đường này là đi xuống dưới cái cảng quốc tế của Tân Tập. Đây là ngã tư mình đi vô chợ núi, chợ Rạch Núi á, chợ Rạch Núi. Đi thăm cái bà mẹ của liệt sĩ. Liệt sĩ thì đã chết rồi cho nên bà mẹ còn là 95 tuổi. Nay bà 96 rồi. Nay bà cũng 96 rồi. Nên hồi xưa mình nghĩ ở đây chắc là nó có một cái gò cao. Rồi dân người ta thấy người ta gọi là chợ núi. Rạch núi có con sông á. Con rạch mà rạch núi bởi vì ở đây đâu có núi đâu, mỗi dân người ta nói thì có cái gò cao nào đó. Cái đường này mình đi vô là xã Tân Tập, vô ngay cái chợ núi. Hồi xưa ở vùng này là Việt Cộng không à, như là ban ngày á, thì Việt Nam Cộng Hòa và ban đêm á, là mấy ổng thì cũng mình không người Việt mà thử ra người ta chỉ thấy Mỹ mà Việt Cộng với Việt Nam đâu là Mỹ đâu thấy đâu, phải không, đâu biết nào Việt Cộng mà nào Việt Nam Cộng Hòa, nó thua là phải rồi. Tại nó một dần dần một đống, còn ở đây Việt Nam với Việt Cộng không có biết được. Đó là sắp tới mình tới là cái chợ, không biết là cái tên là chợ Rạch Núi hay chợ Tân Tập, hình như nó đổi là cái chợ Tân Tập rồi. Chạy này có nhanh quá không, chạy chậm chậm đi ha. Chạy chậm 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 lần cho thấy nó này hả, cống rung mà phải không, cống rung giờ mới nhà cho nó kỹ. Ngay cái này là hồi xưa là nghèo nàn lắm, bây giờ là vậy là đấy, cái này chắc liệt sĩ nghĩa trang quá. Thì gần tới là gần tới chợ đó, cái chợ này hồi đó là biết là chợ Rạch Núi nhưng mà không biết bây giờ nó để tên là Tân Tập hay Rạch Núi đó. Này là cái khu chợ, còn bên kia thì chú không biết là đi qua đâu nữa. Hổm rồi chỉ mới đi tới đây thôi. Chợ núi Cần Giuộc. Đó. Chợ Rạch Núi đúng không? Đúng rồi. Đó, quay cái bảng thấy chợ Rạch Núi đúng không? Bây giờ mình quẹo vô. Quẹo vô là quẹo vô cái nhà của bà. Của bà liệt sĩ đó. Nó qua một cái cầu là tới liền, mình chờ Sơn Trần ở trong đó đi. Sơn Trần chúng sắp tới rồi đó. Tại mình biết rồi, mình tới để chờ đợi nhau mệt lắm. Mấy cái xứ này cũng xưa lắm rồi đó. Đó, qua nhà quẹo ta trái là tới à. Đúng rồi. Đây là nhà em, còn bà già ngoài sao đó là em của liệt sĩ. Nhà chắc vô rủ rồi. Rồi không gì đâu. Được chưa? Chưa, chút xíu đi cho nó. Chào bà. Chào. Qua thăm má. Mà tại vì Tết nhất quá nhiều công chuyện quá. Dạ, tôi biết mà. Có chồng không? Có chồng không? Chồng mà chồng ít cơm sắp rượu bù. Đúng rồi, mắt rồi, bùi, không. Dạ. Vậy giờ quay đi. Trời, quay rồi. Thưa các bạn, đây là mẹ của anh Lích. C5, V8, E429, sư đoàn 102. Thì chắc là các bạn ai cũng biết.
đi qua đây nhiều lần rồi, nhưng mà đáng lẽ hồi tháng rồi Sơn Trần với anh Khánh qua đây, nhưng mà vì kinh phí của những đồng đội của mình đóng góp đó, nó vừa tháng rồi thì nó bị hụt, cho nên lần này thì Sơn Trần đã có 3 triệu. Thì theo lời yêu cầu của đồng đội thì gửi cho mẹ mỗi một tháng 1 triệu, rồi tùy theo cái sự đóng góp của những người bạn lính sư đoàn 302 của anh em mình. Hôm nay mẹ đã 96 tuổi nè. Dạ. Như nay mẹ bệnh hay gì đây nè? Bệnh mẹ dạ. Dạ. Mẹ có trông con không? Có trông mà tôi mất chắc luôn bùm. Thành thử ra là đây là cái tinh thần để làm cho cái người đồng đội của mình nơi suối vàng thì cũng cảm thấy là vui. Tùy hỷ anh em mình hỷ góp nhiều thì Sơn Trần từ Gò Công Sơn Trần qua gửi cho mẹ đó, thì giờ con gửi cho mẹ trước 1 triệu ha. Rồi cái tùy theo ít nhiều mà tháng nào con cũng qua với mẹ. Cái này đáng lẽ là có cái bao thơ nhưng mà thôi, các bạn cũng thông cảm, giờ mình gửi cho mẹ rồi chơi chút xíu rồi anh em cũng về rồi con gửi mẹ. Còn cái nè có hả? Chưa đâu mẹ ơi, chưa đâu. Thôi giờ là lo ăn trước đi. Lo cho uống cà phê trước đi. Dạ. Tháng cho anh tiểu mà. Dạ, mai mốt nhiều cái con đem qua nhiều. Thấy mẹ hả? Mấy anh đâu? Rồi rồi rồi, được phải để đây chút xíu rồi. Dạ, thông cảm. Dạ, bà khỏe nha bà. Dạ. Anh lên đã đi xuống lên. Tại em buồn lắm, em mới dạ. Nhậu chứ không phải là em nhậu đâu. Rồi. Tại em buồn lắm, anh hiểu không? Dạ. Anh của em, anh không hiểu em sao? Thôi về rồi, bây giờ mình qua đây mình thắp nhang cho anh Lít. Con nó có nhậu đâu. Cái đèn đâu ta? Cụ dao chưa bật mà. Cụ dao gì ta? Thấy không? Dạ thấy rõ luôn. Không sao đâu. Hôm nay em cũng qua đây thì đồng đội của anh đó thì hy vọng là tháng nào em cũng qua em gửi tiền cho mẹ của anh. Cái người chiến sĩ ngồi đi cho khỏe. Trước trình thêm tại vì bà mẹ nói sơ về bà mẹ đó. Sẵn quay chưa? Còn quay không? Yeah. Rồi quay thôi được rồi. Thì đồng đội chỉ hạn hẹp. Yeah. Thì góp với nhau được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy thôi. Để tháng sau á mà có nhiều con đem qua nhiều. Cho mẹ uống cà phê ha, uống cà phê rồi thèm gì cứ mua ăn. Sao mà không mặc đồ mới trời ơi, bữa không có đem qua rồi mà cái mặc đồ gì hoài. để dành mẹ nói để dành. Đi đây quên rồi. Đi dành. Chợ. Người này kia nói mấy ông đồ bầu quá trời sao bà không mặc.
để vàng đi theo bạn cùng mình mà bận đèn xe đi ra bận đồ mới ăn có người này kia có thấy còn mình nữa mà ăn bận về nè dạ hết đi đâu mới mặc trời à. À, con nói gì quên à, đi ra chợ bận đồ mới không à còn ở nhà bận về mình đi mẹ đi mua cà phê nổi không giờ con đi mua cà phê nổi không nổi đi qua chợ nổi mà rồi rồi nổi mà mới đi đó tắm để à, ở nhà mình ăn bận vậy nè à. Mình bữa củi củi làm nhà mà ngày kia rồi mình đi qua chợ bận đồ mới ngày kia anh nói trời ơi bạn năm nay bận đồ rẻ đi ra à mình đi ra ăn bận anh rẻ đặng người ta khen còn mình ở nhà bận đồ của mình bữa củi mình rửa chén mình không chuyện nhà bận đồ vậy còn mình đi chợ bận đồ mới cho người ta khen bộ đội cho đồ mới bảy năm để tôi biết chứ ở nhà tôi bận khác ra đường tôi ăn bận khác để người ta mới khen bộ đội bận đồ mới bận đồ mới uổng quá hả ở nhà mang làm sàn rồi còn cái trai ở tay bị sao bà nhức nhức hả à, ừ nó nhức quá nè nó nhức đây vừa cái mắt này nó nhức chứ nó ăn vậy nè không có nữa chắc bao chắc bỏ củi nhiều quá hay sao à biết nhức là con mình dán dán vậy rồi nó hết nhức à dán nhức còn bữa nay không có dán đâu coi không có dán đầu gối mỗi bữa đầu gối cũng dán dán rất tâm đỡ còn muốn nói vụ này nữa hả tớ vẫn nằm liệu chỉ bà hai nó có dán ăn không à mà nó tình xấu hổ tính môi miếng thịt rồi có kêu ăn cháo trắng mà thôi ăn cháo trắng được không ăn cháo không bà ăn cháo không à con cơm được không ăn ăn cháo hai ngày hai bữa bệnh đó rồi tiền cứ dám nợ ông bà trong á không dám mua mất thịt ăn ăn cháo trắng được còn tiền nợ ông bà trong á cứ ba cử 50 ngàn mà làm ba cử thuốc 50 ngàn Dạ. Rồi đó, không có gì đâu anh. Quốc. Dạ dạ. Dạ bà ở nhà bà khỏe nha. À, rồi hổm nay thôi. Không uống được. Dạ. Rồi hổm nay thôi không uống thuốc nữa. Uống thuốc được hả? Dạ. Không nghĩ. Uống thuốc bắc hay uống gì? Thuốc tay nặng từ ông ba trăm nặng này nè thuốc tay hả à, rồi 50 ngàn mà mời cử chưa ông cử chịu ông cử không không dạy thôi uống thuốc tay uống hoài không có tốt đâu mà thèm thịt không dám mà ăn cháo trắng được tiền để ông ba trăm ăn những thuốc á mà cười quá giờ chú ý ha rồi chụp má ngó lên chụp ngang nè chụp ngang nè rồi chụp ngang của bạn mẹ con chó nè phan để chụp kệ nó đẹp rồi chậm lại rồi rồi ok